Năm mới Tết đến, hãy xin chúc tất cả mọi người một năm mới thật an khang và thịnh vượng. Trong năm 2016 không có gì hơn là một sự thành công sẽ đến với các bạn. Và cái quan trọng nhất là các bạn phải biết giữ gìn sức khỏe nha. Yeah. Xin chào các bạn. Năm mới, xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Và năm cũ ước mơ này cũng chưa được hiện thực. Cố gắng năm này nha. Ước nguyện của tôi trong năm 2016 là chúc mọi gia đình trên toàn lãnh thổ Việt Nam này năm mới an khang thịnh vượng và cuộc sống thật bình an. Năm 2016 đây thì mình cũng mong muốn là công việc về chụp ảnh của mình nó được thuận lợi hơn, mọi thứ trong công việc ngoài thì nó sẽ tốt hơn. Gửi tới lời chúc cho tới mọi người là năm 2016 này là một năm mới an khang thịnh vượng và gặp được nhiều may mắn. Trong năm 2016 này là em mong muốn là gia đình sức khỏe dồi dào, bạn bè thành công trong sự nghiệp, và cái cuối cùng là công việc được thành công hơn. Cuối cùng là em chúc cho tất cả bạn bè gia đình năm mới an khang thịnh vượng, mẹ sự như ý. Năm mới xuân về Tết đến, chúc cho mọi người gia đình ai cũng có cơm ăn áo mặc đầy đủ hơn năm cũ, sức khỏe dồi dào và công việc làm cho những em mới ra trường có công việc làm đầy đủ, khỏi ai phải thất nghiệp. Còn riêng cô thì cô thấy ở quê nhà mình ăn Tết vẫn vui hơn ở nước bạn, cho nên là cô phải từ bên Mỹ cô về ở đây ăn Tết. Rồi cô sau Tết rồi cô lại đi qua lại.